Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay em lên sóng trên mẫu xe rất đẹp của nhà Hyundai anh em ha. Hyundai Avante, sản xuất năm 2015, số sàn nha anh em. Động cơ dung tích 1.6, xe thì màu trắng rất đẹp. Xe biển Huế nha anh em. Khám đăng kiểm thì còn đến tháng 6 à, còn đến tháng 5 ấy. Tháng 5 2023, khám đăng kiểm cũng còn khá là dài. Sơn si nội thất đẹp anh em ha. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Có lên màn hình Android rồi. À, đằng sau thì cũng bên đuôi gió rồi. Mâm đúc nguyên bản theo xe nha anh em. Đấy, mâm đúc nguyên bản theo xe. Mâm này thì mà nó sơn màu bạc nó sẽ xấu lắm, nên là em có cách tân lại một tí nhìn cho nó hiện đại hơn. Cái dòng mâm green của Avante mà sơn màu bạc không, mình nhìn nó rất là xấu luôn. Đấy, đèn hậu LED nha anh em, đèn hậu LED, đèn pha cũng LED luôn rồi. Đèn pha cũng lên đèn bi luôn rồi. Avante thì nói chung đi nó khá là lành. Hồi đời 2015. Đấy, đời cũng gần cuối của Avante, đời cuối của Avante anh em ạ. 2016 hay là nó chuyển qua Elantra rồi, nó không còn Avante nữa. Đấy, Avante là 2015 là cũng lời cũng gần cuối rồi đó. Đó. Mâm lốp theo xe này, bốn cái quả lốp là bốn quả lốp chủ cũ người ta mới về thay cách đây có tháng thôi nè, cách đây có tháng thôi, bốn quả lốp còn rất là mới luôn. Đấy, anh em mua lợi được bốn quả lốp này. À, xe thằng nào cũng lên đèn rồi, đèn bi rồi, đi ban đêm siêu sáng luôn em, siêu sáng luôn, nhưng không phải là sáng nữa. Đấy, bốn quả lốp mới càng càng anh em thấy này. Đấy. Lốp gai còn dày này, này. Bốn quả lốp mới thay có hơn tháng rồi, này, lốp đẹp lắm, còn mới keng luôn, bốn quả luôn anh em ha. Sơn xe bên ngoài em nói thì cũng khá là đẹp rồi, anh em về cũng không làm gì thêm, xe thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước, à, máy số riêng anh em, không đâm đụng, không ngập nước, máy số riêng, anh em mua về có đổ xăng là đi thôi, xe thì màu trắng rất đẹp. Nội thất bên trong xe thì cũng bọc 5D màu kem hết rồi này. Tắp bi, tắp lô, cầu kèo, keo chỉ là nguyên anh ha. Cái này chủ người ta có dán mấy cái roi này cho cách âm, nhưng mà keo chỉ là còn nguyên hết. Em lột em coi nè, trong đây là keo chỉ còn riêng hết. Xe không có đâm đụng, không có nước gì hết. Chạy hơn 140 mấy nghìn rồi. Chạy 14 vạn rồi em, 2015 chạy 14 vạn rồi. Cơ máy móc thì nhất có là nổi rồi em ha. Con này vô lăng tay lái điện anh em, có tích hợp vô lăng rồi này, tích hợp vô lăng vẫn còn hoạt động tốt này. Máy lạnh điều hòa thì máy anh em ha, có cam lùi đồ đầy đủ rồi. Đấy. Camera lùi đầy đủ anh em ha, sắc nét cực kỳ luôn này. Nội thất bên trong xe thì nói chung bọc 5D, chủ người ta cũng màu mè, người ta cũng bọc 5D rồi tùm lum luôn anh em. Đấy. Giá tiền thì hợp lý, 195 triệu thôi. Hộp để gương đồ đầy đủ này. Đèn đốt đầy đủ hết. Nói chung xe thì nó tương đối là ổn rồi, đẹp rồi, bên em mua về cũng đi thôi. Đường kính lên xuống bấm điện là chỉnh điện hoạt động ok hết nha em. Phím bấm của nó này vẫn còn đẹp nha. Đường kính lên xuống hoạt động trơn tru nhẹ nhàng hết em. Honda Avante sản xuất năm 2015 anh em ha, 2015 giấy tờ cất rồi. À, anh em là có giấy tờ thì các bạn lôi em gửi giấy tờ cho anh em xem ha. Đấy. Xe có vậy thôi. Dòng thì nói chung nó cũng lành, nó đơn giản, không có gì hư, không có gì hỏng hết. Động cơ 1.6 đi cũng khá là lợi xăng. Đấy. Động cơ của nó thì xài chung với động cơ của dòng Kia Forte, Cerato rồi đấy. Đấy, nó xài chung động cơ với nhau. Đấy. Thất này. Thất cái da thì người ta mọc cũng hơi lâu rồi, nên là nó cũng hơi xuống màu tí rồi. Anh em về có điều kiện đầu tư cái dàn nội thất lại tí là đẹp, đầu tư bọc sơ cái dàn ghế là đẹp. Ghế này thì nó cũng hơi cũ cũ rồi. Đấy. Nhưng mà nói chung nhìn sơ thì cũng tương đối ổn. Cũng có lên sàn 5D, thảm dấu bụi được hết rồi. 195 triệu, một giá quá hợp lý. Đấy, giá thị trường trên 200. Anh em cân đối dắt em này về chạy dịch vụ hoặc là cô dâu đám cưới đám hỏi thì gia đình rất là ok. Cái đây có đội lốp xe cua đâu đây đầy đủ hết. Bô ở đâu sau trước sau là cột kèo cây chỉ là nguyên ghi hết em ha, không đông đụng không nước nha em. 195 triệu bao vận chuyển nha em. Đấy, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc, anh em không vận chuyển thì bớt ra tiền vận chuyển cho anh em ha. Đấy. Trong xe thì không đông đụng, không ngập nước, máy số rin. Đấy, nắp dàn cò thì có ra rồi nha anh em, nắp dàn cò có ra làm rồi. Đấy, còn là máy số rin hết, không đâm đụng, không ngập nước. Nội thất thì bọc da rồi. Đấy. Sàn 5D
trong xe thì nói chung ổn, không có gì phải chê. Mua về đi thôi nha. Xe em cũng mới vừa thay nhớt, thay nước làm mát lại rồi. Đó, nên anh em mua về cũng không phải làm gì. Đó, máy đây. Máy thì máy riêng nha, đây, máy riêng. Nắp chèn cò có ra làm lại rồi. Đó. Xe thì nó cũng tương đối thôi nè, không quá là cộp. Đấy. So với tầm tiền thì hợp lý nè. Cột kè tiêu chỉ là nguyên riêng, không đâm đụng, không ngập nước. Máy số riêng. Đó. Nhìn tổng thành bề ngoài thì sơn si đẹp này, nội thất đẹp. Rồi không đâm đụng, không ngập nước, gầm bệ không bục mọt như này. Đấy. Cũng có lên một số đồ chơi, đèn bi, đuôi gió rồi đầy đủ rồi. Đó. Anh em mình mua về cũng có đổ xăng ở đây thôi. Tiền Huế nha anh em, bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em mình khi mua nha. Gầm bệ đây, gầm bệ cũng còn khá là đẹp. Đời 2015 thì cũng chưa có mục được đâu anh em. Đời 2015 thì gầm còn rất là đẹp. Không có lên lipo được hết rồi nè. Em thấy không, lipo được hết rồi. Sơn si rất đẹp nha anh em, sơn si rất đẹp, 195 triệu anh em, đời 2015. Hyundai Avante, Avante nha anh em, đấy. 2015. Số sạc 1.6, rất là lợi xăng luôn. Anh em nào cần thì alo ngay cho em nha. Đấy. Phần chi tiết xe thì nói chung cũng khá là liền lạc rồi, không đâm đụng được cái không đâm đụng ngập nước, không máy còn riêng, đấy, không đổ hơi, không keo cam keo cò. Anh em nào cần thì alo ngay cho em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó.